Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên bị một số cư dân mạng đồn đoán là ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự 1.000m² và đã phá sản từ năm 2020. Có lẽ quá bức xúc và không hài lòng với thông tin trên trang cá nhân, Thủy Tiên lập tức đăng tải bài viết đính chính về những thông tin tiêu cực liên quan đến mình. Trong bài viết của mình, Thủy Tiên giải thích căn biệt thự tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh của cô do ở lâu nên móng nhà gặp vấn đề, bị nứt. Vì vậy, cô có kế hoạch sửa chữa lại vào tháng 8 năm 2020 âm lịch. Song do phải ra miền Trung để hỗ trợ bà con vùng lũ, nên bà xã Công Vinh buộc phải dời lại sang năm 2021 vì làm nhà kiêng làm 2 năm. Theo lời giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc, có nhiều nhóm đăng tải thông tin cô ăn chặn tiền từ thiện để mua căn biệt thự mới diện tích 1.000m², thậm chí người còn chửi bới cho rằng Thủy Tiên phá sản, vỡ nợ nên năm nay làm gì có tiền. Cô bày tỏ quan điểm, mình chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ một đồng, nên chẳng hiểu sao cứ bị đồn thành vỡ nợ phá sản luôn. Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa. Vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà, trong khi tiền từ thiện mình đã sau kê ngân hàng, lần xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi. Các bạn xem như cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy. Để rộng đường dư luận, Thủy Tiên công khai loạt tin nhắn trao đổi với đội thi công sửa nhà vào tháng 8 năm trước. Bà xã Công Vinh đồng thời chụp cận cảnh những vết nứt trong biệt thự và cầu xin dân mạng cho phép sửa nhà. Cho mình xin sửa lại ngôi nhà mình đang ở mà không bị theo dệt bậy bạ được không? Bình thường sửa nhà người ta xin phép cơ quan chức năng thôi, còn mình thì ngoài xin phép cơ quan nhà nước còn phải xin phép cộng đồng mạng. Một lần nữa xin phép cộng đồng mạng cho mình được sửa lại ngôi nhà đang ở và yên ổn làm ăn vì còn rất nhiều người đang cần mình giúp mỗi ngày. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người khuyên nữ ca sĩ cứ tập trung sửa nhà, không nên quan tâm đến những lời đồn ác ý. MC Nguyên Khang bình luận, Tiên cứ làm đúng những gì theo lương tâm mình nghĩ. Cuộc đời quá ngắn để đôi co, sân si hay tị nạnh. Miễn là còn thở là còn yêu thương. Tam Tạng đi thỉnh kinh cần phải trải qua bao kiếp nạn, cứ phải vượt qua em à, cố lên, tiếng luật động viên. Người xem khác nêu quan điểm, ở đời thì miệng lưỡi thiên hạ vậy đó, có thể biến trắng thành đen và bóp méo sự thật. Em không cần bận tâm làm gì, người tốt thì đất trời biết là được. Liên hệ với Thủy Tiên, nữ ca sĩ từ chối chia sẻ thêm về vấn đề này. Giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho hay, bây giờ tôi có nói nữa thì cũng hơi kỳ, nói nhiều sẽ thành nói dở. Trước đó, Thủy Tiên gây xúc động cho người khác khi quyên góp được số tiền khổng lồ giúp đỡ miền Trung. Thế nhưng nữ ca sĩ bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích của một số cá nhân. Làm việc thiện nhưng có lẽ vận hàng vẫn chưa buông tha cho nữ ca sĩ, khi ngay tại thời điểm đó, trên mạng xã hội bắt đầu rầm rộ bài đăng của một tài khoản lạ mặt. Người này không để lại ảnh đại diện nhưng lại đăng đàn vô cùng đanh thép nhằm khẳng định Thủy Tiên đã xây dựng nên kịch bản để nhét túi riêng số tiền 340 triệu đồng. Cụ thể, người này cho rằng trong bản kê khai, số tiền đã dùng của Thủy Tiên trong đợt từ thiện lần 1 tại miền Trung có một điểm bất hợp lý. Đó chính là số tiền 340 triệu đồng mà cô đã mượn người dân thay vì chạy thẳng ra ngân hàng để rút. Lập luận được đưa ra, đó chính là ngay trong tình trạng bão lũ khắp nơi, nhưng lại xuất hiện một tình nguyện viên mang theo trên người 140 triệu đồng tiền mặt và người bán hàng ngoài đường có sẵn 200 triệu đồng sẵn sàng cho Thủy Tiên mượn ngay lúc cần thiết. Đây chính là điều mà người này đặt lên nghi vấn, Thủy Tiên đã có một đường dây tính toán nhằm ăn chặn số tiền quyên góp được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của showbiz Việt có một nghệ sĩ có thể đứng ra kêu gọi quyên góp được một số tiền phải gọi là quá khủng đến mức như thế. Là fan hâm mộ chân thành và là người chứng kiến toàn bộ hành trình của Thủy Tiên, ai nấy cũng đều xót xa khi không hiểu nguyên nhân vì sao Thủy Tiên lại bị nhìn nhận tiêu cực đến như vậy trong khi việc cô làm quá đỗi nhân văn. Một vài fan hâm mộ cho rằng Thủy Tiên không cần phải đứng ra đáp trả gì cả. Mọi tin nhắn, số điện thoại người mượn tiền để hỗ trợ người dân đã được công khai một cách minh bạch và rõ ràng, thì không việc gì cô phải phiền lòng trước những luồng ý kiến không đáng có này. Đồng thời, khán giả của nữ ca sĩ còn khẳng định cuộc sống của Thủy Tiên hiện tại không cần đến số tiền này để có thể trở nên giàu hơn. Bản chất, cô đã quá viên mãn rồi. Nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên có hành động đóng góp cho cộng đồng, Thủy Tiên nhận được không ít lời khen ngợi, nhưng cũng liên tục vướng phải những tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.